Theo như chúng ta biết, không một vật thể có khối lượng nào trong vũ trụ lại có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng theo bất kỳ hướng nào, chứ chưa nói đến tốc độ gấp 2 lần vận tốc ánh sáng. Thuyết tương đối của Einstein dường như nói rằng điều đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, trong video này, chúng ta hãy thử phá vỡ thuyết tương đối và khiến điều đó có thể xảy ra thì sẽ như thế nào? Lấy một ví dụ, có một số hạt bất thường có thể di chuyển với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng. Vậy điều này có thể cho phép chúng du hành ngược thời gian không? Trước tiên, để giải thích cho điều này, chúng ta sẽ cần hiểu về giới hạn tốc độ chung. Thuyết tương đối của Albert Einstein là một trong những lý thuyết vật lý hữu ích nhất mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại. Theo lý thuyết này, tốc độ ánh sáng đóng vai trò là giới hạn tốc độ chung cho bất kỳ vật gì có khối lượng. Thuyết tương đối nói rằng không có vật thể nào có khối lượng có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Một vật khối lượng phải được cung cấp thêm năng lượng để tăng tốc. Do đó, tốc độ của vật tỷ lệ thuận với năng lượng cung cấp cho nó. Phương trình thuyết tương đối của Einstein nói rằng cần một lượng năng lượng vô hạn để tăng tốc bất cứ vật gì có khối lượng bằng tốc độ ánh sáng, bất kể nó có khối lượng bao nhiêu. Tốc độ của ánh sáng truyền qua chân không là 299.792.458 m/giây, được ký hiệu là C. Đây là một hằng số vật lý cơ bản quan trọng trong nhiều lĩnh vực vật lý. Vậy, tốc độ của ánh sáng được tìm ra như thế nào? Và trên thực tế có thứ gì có thể nhanh hơn hay không? Dựa trên thực tế, theo thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein, ánh sáng chuyển đi trong chân không nhanh đến mức không gì trong vũ trụ có thể chuyển động nhanh hơn. Tuy nhiên, tất cả các nguồn năng lượng mà chúng ta nhận thức được đều bị hạn chế theo một cách nào đó. Thật vậy, có thể tưởng tượng rằng vũ trụ có một lượng năng lượng hữu hạn để bắt đầu. Điều đó có nghĩa là vũ trụ thiếu năng lượng cần thiết để gia tốc bất cứ thứ gì có khối lượng bằng tốc độ ánh sáng. Miễn là chúng ta có khối lượng, chúng ta sẽ không thể di chuyển với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng. Thứ hai, chúng ta hãy thử giả định về một loại hạt bí ẩn mang tên Tachyon. Như vừa mới đề cập, bất cứ thứ gì có khối lượng bình thường đều phải tuân theo giới hạn tốc độ chung này. Tuy nhiên, Tachyon, một hạt hạ nguyên tử giả định, lại có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Dù chỉ là một loại hạt giả định, nhưng chúng ta không thể chứng minh được rằng nó không tồn tại, và thuyết tương đối cũng không thể loại trừ khả năng xảy ra những điều như vậy. Nhà vật lý học người Đức Arnold Sommerfeld được cho là người đầu tiên mô tả hạt Tachyon. Tuy nhiên, George Sudarshan, Alexa Myron Bilaniuk, Vy Zayde Spanzer và Zerfai-Buck, người đầu tiên đặt tên cho hạt này vào những năm 1960, mới là những người sáng lập ra nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu hạt Tachyon. Trường Tachyon xuất hiện trong nhiều phạm vi lý thuyết, chẳng hạn như lý thuyết chuỗi boson. Vào năm 1676, bằng cách nghiên cứu mặt trăng của sao mộc chuyển động, nhà thiên văn học người Đan Mạch Ole Rømer đã tính toán ra rằng ánh sáng chuyển đi với tốc độ hữu hạn. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, thành phố New York, đến năm 1678, dựa trên dữ liệu của Ole Rømer, nhà toán học và khoa học người Hà Lan Christiaan Huygens đã trở thành người đầu tiên cố gắng xác định tốc độ thực tế của ánh sáng. Nếu Tachyon tồn tại, chúng phải luôn di chuyển với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng. Tachyon không thể giảm tốc độ xuống dưới tốc độ ánh sáng, giống như vật thể có khối lượng thông thường không thể tăng tốc vượt tốc độ ánh sáng. Một số nhà vật lý đưa ra giả thuyết rằng nếu Tachyon tồn tại, chúng sẽ liên tục du hành ngược thời gian. Do đó, Tachyon thường được sử dụng để mô tả du hành thời gian trong khoa học viễn tưởng. Có suy đoán rằng một ngày nào đó chúng ta có thể tạo ra cỗ máy thời gian bằng cách sử dụng Tachyon. Tuy nhiên, vì chúng ta chưa có khả năng xác định Tachyon có thể xảy ra, nên đây vẫn là một giấc mơ xa vời trong thời điểm hiện tại. Vấn đề nữa là liệu rằng trong vũ trụ có tồn tại đường tắt. Việc chúng ta không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng là một điều đáng thất vọng. 4,35 năm ánh sáng là khoảng cách giữa chúng ta và ngôi sao gần mặt trời nhất. Sẽ mất hơn 4 năm để đạt được điều đó nếu bạn đi với tốc độ ánh sáng, và sẽ mất hơn 6.300 năm nếu đi với tốc độ gần 700.000 km/h của tàu vũ trụ nhanh nhất mà con người từng tạo ra sẽ đạt được, tàu Parker Solar Probe. Ngôi sao xa nhất mà chúng ta từng tìm thấy nằm cách xa trái đất 28 tỷ năm ánh sáng, đó là ngôi sao WHL-0137LS. nặng gấp 500 lần so với mặt trời và sáng hơn mặt trời của chúng ta tới hàng triệu lần, được hình thành từ khi vũ trụ còn sơ khai. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôi sao này có thể ra đời vào khoảng 900 triệu năm sau vụ nổ lớn và là một trong những thế hệ sao đầu tiên của vũ trụ. Vì vậy, dù có dùng cả đời để di chuyển thì bạn cũng không bao giờ tới được ngôi sao đó. Tuy nhiên, thuyết tương đối cho phép tồn tại lỗ sâu hay lỗ giun. Nó là một lối đi tắt giữa hai địa điểm bất kỳ trong không gian. Chiếu theo điều kiện thông thường, một ngôi sao có thể cách chúng ta 4,5 năm ánh sáng, nhưng khi đi qua một lỗ sâu thì nó có thể chỉ cách chúng ta vài giờ. Nhưng vào năm 1905, lý thuyết tương đối hẹp của Einstein đã thay đổi mãi mãi cách mà các nhà vật lý nhìn vũ trụ, bằng việc ràng buộc khối lượng và năng lượng vào một phương trình tuy đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, đó là phương trình E bằng mc bình phương. Về bản chất, phương trình này tiên đoán không có bất cứ thứ gì có khối lượng có thể đạt vận tốc bằng ánh sáng, chứ chưa nói là nhanh hơn. Nỗ lực thành công nhất của loài người trong việc tiệm cận tốc độ ánh sáng nằm trong các máy gia tốc hạt siêu mạnh như máy gia tốc hạt lớn LHC của CERN hay Tevatron của Mỹ. Các cỗ máy khổng lồ này như LHC thậm chí còn có chu vi vắt ngang qua dãy Ampere, nằm trên cả lãnh thổ Pháp và Thụy Sĩ, có khả năng tăng tốc độ các hạng nguyên tử lên đến 99,99% tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, theo giải thích của nhà vật lý đạt giải Nobel David Gross, những hạt này sẽ không bao giờ chạm đến ngưỡng tốc độ vũ trụ. Đối với tất cả những gì chúng ta biết, có thể đạt tới những điểm xa nhất của vũ trụ trong một đời người, nếu có những lỗ sâu thực sự ở đâu đó trong vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, lỗ giun, giống như Tachyon, ở thời điểm này chỉ là lý thuyết. Cuối cùng, qua những phân tích kể trên, chúng ta có thể kết luận rằng nếu một vật nào đó đi với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, thì chúng sẽ liên tục du hành ngược thời gian. Tuy đây chỉ là giả thuyết, nhưng tại sao chúng ta lại không một lần thử hình dung xem cảm giác di chuyển nhanh hơn ánh sáng sẽ như thế nào, mặc dù trên thực tế là chúng ta không thể thực sự làm như vậy. Và chúng ta hãy đừng nên tự giới hạn trí tưởng tượng của chính mình.